Trong khi đó thì tại Hà Nội, thưa quý vị, đã mở thêm tuyến xe bus từ trung tâm lên sân bay Nội Bài. Nhằm tăng cường tuyến xe bus từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội, Tổng công ty Vận tải Hà Nội sẽ chính thức vận hành tuyến xe bus 109 bến xe Mỹ Đình sân bay Hà Nội từ ngày 20 tháng 10. Đây là tuyến xe bus đa dạng về hướng tuyến, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút hành khách sử dụng xe bus. Xe bus có sức chứa 60 chỗ các xe đều được trang bị đầy đủ các tiện ích phục vụ hành khách như đèn LED, Wi-Fi miễn phí, GPS, kết nối âm thanh tự động. Tuyến xe bus này có cự ly 27 cây số với 96 lượt xe một ngày, tần suất 20 cho đến 30 phút một lần. Giá vé 8.000 đồng cho một lần. Thời gian mở bến là 5 giờ và chuyến cuối cùng trong ngày là 21 giờ cùng ngày.